Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Tết Nguyên Đán sẽ diễn ra. Tuy nhiên, khác với năm nay nhiều người trẻ lại không còn tâm trạng háo hức, thậm chí là có phần lo sợ khi những ngày qua dịch bệnh liên tục bùng phát và xuất hiện ở nhiều nơi. Không chỉ hoang mang, lo lắng, một số bạn trẻ đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể sẽ phải ăn Tết xa nhà. Mới đây trên trang NEU Confession, một sinh viên năm cuối đến từ Hải Dương đã viết công phẹt để nói lên những băn khoăn, trăn trở của mình về việc Tết này không thể về quê được rồi. Hiện tại, bài viết đã nhận được hơn 4.000 lượt like, 712 bình luận, rất nhiều cư dân mạng đã vào thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với người này. 24258, Tết này không về quê được rồi. Chào mọi người, mình sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Hà Nội, mình không muốn lộ thông tin vì chắc cũng không cần thiết lắm mình chỉ tâm sự chút là cách đây hai tuần mình vào trí linh hải dương thực tập cùng một anh nữa ở công ty theo kế hoạch là thứ sáu tuần vừa rồi về được rồi có thể ở lại chơi thêm thứ bảy chủ nhật rồi về cũng không sao nhưng chán quá mọi người à tự dưng đùng cái bùng phát dịch hai anh em giờ lại không về được đành ở lại nhà nghỉ chờ hết phong tỏa mới về được mình chỉ tâm sự cảm xúc lúc vừa nghe được lúc đầu là nghe thấy phong tỏa hai thôn mình nghĩ vẫn về được Hai anh em về chuẩn bị đồ đạc để đi về luôn, nhưng một lúc sau bác chủ nhà nói là: "Giờ phong tỏa cả trí linh rồi hai cháu ơi, chịu khó ở lại vậy." Hai anh em liền bỏ ba lô xuống, ngồi nhìn nhau, vừa cười vừa lắc đầu, ông anh bảo: "Đen ghê." Mình cũng nghĩ một lúc rồi nhìn ông anh. "Giờ sao anh?" "Thì thôi ở lại chứ sao nữa em, xuống nói chuyện xem bác chủ nhà nghĩ có hỗ trợ gì không." chạy xuống dưới hai anh em nói chuyện thì bác cười, bác bảo là thôi không lấy tiền ngủ nghỉ làm gì, một ngày hai anh em dùng chung phòng thì điện nước 40k một một ngày, tiền ăn bác lấy 100k một một ngày cả hai. Vậy là tính ra mỗi anh em 70k một một ngày. Thôi thế là cũng được lắm rồi. May mà lúc đi hai anh em chuẩn bị đồ đặt đi hai tuần rồi mới về nên đủ quần áo giày dép đồ dùng, v, v. Sau đó thì hai anh em bắt đầu gọi cho người thân, anh em, họ hàng gọi cho công ty ai cũng cười hai anh em bảo số hai anh em đen nhưng thôi cứ làm theo chỉ thị làm theo những gì bộ y tế yêu cầu vì giờ phòng chống dịch là trên hết gọi về công ty lúc sau công ty gọi lại là do sếp yêu cầu cho mỗi anh em năm triệu tiền ăn tiêu hỗ trợ dịch cũng vơi đi nỗi buồn phần nào gọi về cho bố mẹ bố mẹ ơi tết này con không về được rồi sao thế con đi thực tập có về được đâu. À ừ, thấy mày bảo đi Hải Dương, vậy là thực tập đúng vùng dịch à? Vâng. Từ thôi cố gắng vậy chứ biết làm sao, giờ tự dưng về hay trốn về lại lắm chuyện, thôi con chịu khó ở đấy, đừng tiếp xúc ra ngoài nhiều, nhỡ ốm đau lại mệt cha, hết phong tỏa về cũng được con à. Vâng con biết rồi ạ. À. Có thiếu gì không, bố mẹ gửi tiền cho, chứ giờ chắc đồ cũng không chuyển vào được. Con không thiếu gì đâu, còn được công ty hỗ trợ cho 5 triệu vì phải ở chỗ phong tỏa vì dịch này. Ha ha, nhất mày. Tự dưng gọi cho bố mẹ, thấy có động lực, bớt buồn đi chút thôi thì chịu khó. Hy vọng chúng ta đoàn kết, chống lại dịch nhanh chóng, để còn được về nhà đoàn tụ với anh chị em, bạn bè, với gia đình nữa. Nghĩ lại vẫn thấy đen, nhưng biết làm sao, ở đây có ai không về quê ăn Tết được như mình không, chắc chỉ toàn anh em Hải Dương vùng dịch là chính. Mấy cái khu cách ly ấy. Sau khi câu chuyện không về quê ăn Tết của chủ thức được chia sẻ, đã nhận được rất nhiều comment an ủi, đồng cảm, động viên của dân mạng. Hóa ra cũng có người năm nay chọn không về quê ăn Tết để bảo vệ sức khỏe cho gia đình như chàng trai trong chia sẻ trên. Ảnh Minh Họa Dù vậy nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều người đó ạ, à, lao động bên nước ngoài muốn về chờ chuyến bay cả năm nay rồi còn không về được đây thôi cố gắng hết dịch lại về đâu có sao. Làm cái tết xa nhà cho biết mùi vị. Thân trai 12 bến nước, đâu trả là nhà. Cố lên các bạn. Mình chỉ ở Hà Nội thôi, nhưng tính chất công việc gần như đi khắp Hà Nội nên để an toàn cho gia đình và vùng quê thân yêu nên Tết này cũng chẳng về quê được. Lại là năm đầu tiên ăn Tết xa quê, buồn thực sự nhưng chỉ mong sớm đẩy lùi dịch bệnh để mọi người bớt khổ thôi. Buồn ghê háo hức để về quê ăn Tết bây giờ lại phải hoãn mọi thứ. Mọi người ở đâu ở yên ở đó để nhanh chóng dập dịch mọi người ơi. Tôi với bạn đổi chỗ đi, đang muốn về quê ăn Tết mà không được đây. Chị Quảng Ninh đây, cũng không về quê ăn Tết được. Phải ở lại Hà Nội, chẹp. Tim Hải Dương năm đầu tiên ăn Tết thủ đô điểm danh nào? Nguồn, NEU Confession